năm 2020 đã để lại những vết thương khó có thể chữa lành. Liên tiếp các đợt mưa lũ hoàn thành khiến cuộc sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn. Đặc biệt, thảm họa sạt lở kép tại khu vực thủy điện Rào Trăng đã khiến 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh, 17 công nhân bị vùi lấp và đến nay vẫn còn 11 nạn nhân xấu số chưa tìm thấy xác. Ngay sau thảm họa xảy đến, một nỗ lực cứu hộ chưa từng có đã được hàng ngàn cán bộ chiến sĩ các lực lượng, quân đội, công an, biên phòng và nhiều lực lượng khác tham gia. Và cũng từ đây, thủy điện Rào Trăng 3, trạm kiểm lâm 67 không chỉ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc kinh hoàng chưa từng có, mà còn là nơi của những câu chuyện tình người. Những ngày tháng 10, mưa xối trắng trời. Thừa Thiên Huế đang phải căng mình đối phó với thời tiết cực đoan chưa từng có trong 20 năm trở lại đây. Thời gian như muộn ngừng trôi khi tin dữ từ Rào Trăng cứ liên tiếp dồi về. Ngày 13 tháng 10 trở thành thời khắc định mệnh của 13 cán bộ chiến sĩ khi đang trên đường cứu nạn 17 công nhân bị vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3. Giữa lúc thiên tai cuồng nổ, câu nói cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Mang đã trở thành bất tử. Vì việc gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân, chúng ta phải làm thôi. Phải làm thôi dù biết hiểm nguy chờ trực, bởi phía trong kia có 17 công nhân đang bị vùi lấp. Và sau lưng họ là 17 gia đình, mẹ già, con thơ đang khắc khoải ngóng trông. Ngay khi nhận được cái tin báo về cái sạt lở, thì chính đồng chí Phó Tư lệnh là cũng xác định quyết tâm và có cái chỉ đạo gần như ngay lập tức là trong các cái nhiệm vụ thì cái cứu nạn là phải ưu tiên hàng đầu. Và cũng xác định lúc này là người dân đã bị nạn thì việc tranh thủ cái thời gian để mà tiếp cận hiện trường để có cái phương án giải cứu cho nó phù hợp sớm chừng nào thì nó sẽ khả năng để cứu sống những cái công nhân đã bị nạn sẽ nó hiệu quả chừng đấy. Thời điểm ấy, không ai có thể ngờ rằng chiến dịch giải cứu nhanh chóng trở thành thảm kịch. Trạm kiểm lâm 67 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, nơi đoàn cứu hộ dừng chân nghỉ, đã bất ngờ bị sạt lở vùi lấp. Đoàn công tác 21 người thì 13 người đã vĩnh viễn nằm lại phía núi. Trong các cái nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong những năm vừa qua thì phải nói rằng đúng là trong cái nhiệm vụ giải cứu những cái công nhân bị nạn ở Rào Trăng 3, rồi nó dẫn đến là cái sạt lở những cái đồng chí thủ trưởng đồng đội hy sinh ở trạm 67 là một cái câu chuyện và một cái ký ức nó sẽ đi suốt cái chặng đường nghề nghiệp của mình. Không cho phép mình thời gian để nghỉ ngơi sau sự kiện đau buồn ấy, vị chỉ huy trẻ tuổi và nhiều cán bộ đi cùng đoàn đã lập tức trở lại hiện trường để chỉ đạo và tham gia chiến dịch cứu hộ với quy mô chưa từng có. Mục tiêu cao nhất là sớm tìm thấy 13 cán bộ chiến sĩ đoàn cứu hộ và 17 công nhân mất tích. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các lực lượng, từ công binh, từ lực lượng cứu nạn cứu hộ, lực lượng quân y và các phương tiện đầy đủ. Thì thông đường đến đâu thì chúng tôi tiếp cận đó với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất, vượt mọi khó khăn, tranh thủ từng giờ từng phút để là tiến hành tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Sau 2 ngày tích cực khẩn trương, đến 19 giờ 26 phút ngày 15 tháng 10, thi thể 13 đồng chí đã được tìm thấy, đưa về với đồng đội, với người thân. Hơi ẩm của tình đồng chí đồng đội đã phần nào xua tan cái hoang lạnh tàn tóc nơi rừng sâu. Người trước ngã thì người sau xông lên, bởi đó chính là sứ mạng thiêng liêng của người lính, là sự thôi thúc của thân nhân các liệt sĩ và hàng triệu con tim hướng về của đồng bào cả nước. Trái tim nóng đã nằm trong đất lành, gió thét gào, mưa xóa vết chân anh. Đồng bào khóc nghẹn
trong thương xót. Ngủ đi anh, bình yên nơi vịnh Hằng. Căn nhà đơn sơ ven sông Bồ, nơi liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đang sống cùng cha mẹ già và vợ con, trở thành điểm đến của hàng nghìn người dân để thắp hương tiễn đưa người con ưu tú của Phong Điền về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự mất mát của gia đình cũng chính là sự mất mát của quê hương, của đất nước. Nhưng sẽ còn mãi những câu chuyện đầy xúc động về một vị cán bộ năng nổ, hết lòng vì dân. Là một người hàng xóm sát ngắt nhà Bình mà phải Bình sống vì nhà nước mà vì công việc bỏ nhà bỏ bê nhà cửa để mà theo nhiệm vụ mà để giờ để xảy ra như này thấy quá đau lòng và cõi hơn phải thương tiếc quá tôi có thiệt ra đang văng thôi cũng có mà hát cái gì hết cái tình cảm người dân. Thứ hai là ở sống ngôi huyện Phong Điền ai cũng thương bình hợp. Không có sống không có mất lòng ai hết. Ở một nơi khác, trong căn nhà chưa được hoàn thiện của liệt sĩ Trương Anh Quốc, tiếng trẻ thơ vẫn bi bô, hồn nhiên. Chúng vẫn chưa có thể hiểu được người cha của mình đã ra đi mãi mãi. Dù là mất đi người chồng, các con cũng mất đi người ba sớm, nhưng mà cũng rất là tự hào vì vậy. Anh cũng ra đi vì bảo vệ người dân, cứu nước. Nhưng cũng là niềm tự hào cho gia đình. Giữa thời bình, máu xương vẫn đổ. Và dù biết rằng chẳng có gì quý hơn mạng sống của con người. Nhưng nỗi đau tột cùng từ rào trăng dường như lại được an ủi, xoa dịu. Bởi trong hoạn nạn, tình cảm trân quý, sự sẻ chia, đùm bọc của đồng đội, đồng bào cả nước với gia đình các liệt sĩ được lan tỏa rộng khắp. Cùng với những câu chuyện xúc động về các liệt sĩ, đồng bào cả nước cùng hướng về chiến dịch tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy Điện Rào Trăng Ba. Dù thiên tai liên tiếp làm gián đoạn chiến dịch, nhưng tranh thủ mọi khoảng thời gian có thể, các lực lượng lập tức được huy động để tìm kiếm. Tại hiện trường luôn có mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, quân khu 4 và chỉ huy các lực lượng tìm kiếm. Thông tin về chiến dịch được cập nhật hàng giờ trên các phương tiện truyền thông. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã huy động trên hiện trường là hơn 100 cán bộ chiến sĩ và công nhân của lực lượng vũ trang, của công an, của công nhân nhà máy, rồi của lực lượng kiểm lâm. Thì cũng tập trung các phương tiện cơ giới để mà tìm kiếm cứu hộ. Và vấn đề thứ hai đó là cũng phải đảm bảo an toàn trong quá trình tìm kiếm. Cũng đã có cử các cái chuyên gia về mặt tìm kiếm trong địa hình sạt lở để mà tổ chức chỉ đạo thi công làm thế nào để bảo đảm an toàn nhất. Thấu hiểu nỗi lòng của người thân mong ngóng từng ngày để tìm thấy thi thể con em mình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã đi đến một quyết định chưa từng có tiền lệ nhưng đầy tính nhân văn. Đó là cho phép người thân vào trực tiếp giám sát tại hiện trường. Công việc mặc dù khó mấy nhưng tôi quyết tâm trong những ngày mà thời tiết thuận lợi như thế này, tôi quyết tâm làm cho bằng được. Phương án thì cụ thể rồi. Trên hiện trường bà con đã thấy đó, gần khoảng 200 chiến sĩ cán bộ đã ra sức làm ngày làm đêm, hơn 12 xe ủi xe múc thay phiên nhau để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Dĩ nhiên, chúng tôi rất mong muốn làm sao thời tiết thuận lợi hơn để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm. Và quan điểm là tranh thủ từng ngày từng giờ còn đường công tác để tìm được những người mất tích. Trong cuộc chạy đua với thời gian và một hiện trường cực kỳ khó khăn, chính sự quyết tâm bền bỉ của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã khiến gia đình các công nhân mất tích thực sự cảm phục. Họ biết giờ chẳng còn phép mau nhiệm cho sự sống của người thân, nhưng sẽ còn mãi tình người, nghĩa đồng bào sâu đậm như những dấu chân in hằn của những người lính trên hiện trường. Bây giờ thì chị cũng mong mau tìm được em để mang về nhà thôi chứ chị cũng không biết.
chứng kiến của bác lần đầu tiên là bác vẫn thấy là cái sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, rồi là nhất là các chủ các anh bộ đội ở đây là nhiệt tình trong cái công tác tìm kiếm cứu nạn đối với con của bác. Cho nên cái mà đầu tiên bác vẫn nhìn nhận là thỏa mãn, được nhìn thấy được sự quan tâm của nhà nước đối với tất cả những cái nạn nhân ở Rào Trăng Ba đây. Cái thứ hai nữa là bác vẫn yên tâm, mặc dù tìm chưa ra xác nhưng mà bác vẫn yên tâm, vẫn có hy vọng, vẫn nuôi hy vọng là con bác được sớm được các cơ quan nhà nước đưa về. Từng ngày từng phút trôi qua trên hiện trường tìm kiếm, từ núi cao đến suối sâu, vẫn còn đó những người kiêng gan bền chí cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Tại sở chỉ huy tiền phương, không ngày nào thưa vắng hình ảnh người dân đội nắng dầm mưa quyên góp lương thực thực phẩm, tổ chức hậu cần để tiếp sức cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ băng rừng tìm kiếm người mất tích. Trên các trang báo, mạng xã hội, từng dòng tin tức dù là nhỏ nhất về chiến dịch tìm kiếm tại Rào Trăng Ba hay đơn giản chỉ là những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội, nghĩa đồng bào, yêu thương đùm bọc. Vẫn còn đó, những người công nhân bị vùi lấp tại Rào Trăng Ba chưa được tìm thấy. Tại hiện trường sạt lở, hàng trăm con người ngày ngày vẫn miệt mài tìm kiếm để đưa họ về với gia đình, quê hương. Rào Trăng, con sông bình thường tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giờ đây trở thành cái tên mà ai cũng nhớ. Đó là nơi có nghĩa đồng bào, có tình đồng chí, có những mất mát, đau thương, có những chứa chan tình người.